Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục ăn me nha các bạn. Đây là me mình mới vừa hái nha, nguyên một nhánh luôn nè các bạn. Wow, hấp dẫn không? Các bạn nào muốn ăn me nhắn tin cho mình nha các bạn. Đây, nguyên chùm me. Ngon không? Trái cái me này nó hơi to to rồi nha các bạn, bắt đầu nó có mắt me rồi. Nhưng mà có mấy trái nhỏ nhỏ nè các bạn. Đây, có mấy trái vẫn nhỏ nhỏ nha. Đây, mấy trái này bự nè, mấy trái này ăn chấm mắm guốc khỏi chê. Rồi. Mà mắm guốc của mình nha các bạn. Bắt đầu mình ăn me cho các bạn xem nha. Thấy cái bự này nè. À, thèm quá. Đây các bạn thấy không? Me của mình chấm mắm guốc nha. Thật đã. Em biết rất là sướng các bạn ơi. Me chấm mắm ruốc mà còn gì bằng. Đây mình cho mời các bạn. Khỏi phải chê, anh chê vào đâu được. Mắm ruốc này mình mua ngoài chợ về các bạn, mình tự pha chế lại nha các bạn. Tiếp tục một chén thôi. Đây các bạn. Mắm ruốc mình tự pha chế lại nha các bạn. Để mình mua mắm ruốc mình bỏ thêm một tí đường á, với miếng sả nữa. Phi lên nha các bạn. Đã quá. Rồi. Mời các bạn. Ngon quá. Ăn vậy mà ai bụng yếu yếu chắc đi không đi chắc tột quần luôn á. Tiếp tục nha các bạn. Em cảm thấy sung sướng luôn á. Tụi á mà. Tụi á là vậy gì mà. Ngon. Cái này mình tụi ỉa nãy giờ chứ. Ngon quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây nguyên chùm luôn nè các bạn. Nguyên chùm luôn nè các bạn. À, hấp dẫn quá. Đây. Đây, mình bắt đầu thử cho các bạn xem nữa nha. Đây. Ngon quá. Này bị hư rồi các bạn ơi, hộp ở trong bị hư rồi, mình đỏ nha các bạn.
Cái này trái nhỏ hơn nè các bạn. Ăn cái này thử ngon không nha. Nhỏ nó không ngon bằng cái lớn các bạn ơi. Nhỏ nó có độ trơn trơn nhất nhất. Ngon à. Thôi đã rồi các bạn ơi. Bye bye tất cả các bạn nha. Hẹn tất cả các bạn video lần sau nha. Nhớ nút like cho Thảo uống nha các bạn.